Em vẫn luôn tin vào câu nói của anh, thời gian sẽ chứng minh tất cả. 5 năm trôi qua từ tình bạn cho đến một người anh trai. Đến bây giờ anh là người đồng hành cùng em, anh vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho hai mẹ con. Nhiều lần giận hờn, nhưng anh vẫn luôn chịu phần thiệt về mình, luôn cho các em cái quyền được ưu tiên. Ngày chúng mình đi đăng ký kết hôn, hôm đấy vào trời mưa rất lớn, lúc đó em mới đi trực về. Người thì rất là mệt, còn nhìn anh thì rất là vui. Anh bảo, không sao, trời càng mưa thì càng hạnh phúc mà. Về đến nhà, anh nói với em, hôm nay anh đã làm được một việc rất là lớn. Em hỏi là việc gì? Anh bảo, việc lớn đó là lấy được vợ. Em thấy anh vui, nhưng em biết em mới là người may mắn. Nhưng anh đã luôn chịu đựng tính cách như muốn của em. Something new, something proud of something new. I'll be waiting till I hear you say I do. Bố mẹ, hôm nay con gái đi lấy chồng rồi. Kể từ hôm nay con chính thức rời xa vòng tay của bố mẹ để xây dựng tổ ấm mới. Sau này con sẽ không thể về nhà thường xuyên được nữa. Xa ngôi nhà, 28 năm yêu thương trong vòng tay của bố mẹ. Bây giờ điều duy nhất con mong là bố mẹ luôn sống vui vẻ và hạnh phúc. Mình quen vợ từ năm 2017 ở trung tâm dạy tiếng Nhật. Lần đầu gặp mặt mình không có ấn tượng gì về vợ, thậm chí là không tốt. Nhưng dần trong quá trình tiếp xúc, mình dần cảm mến và yêu lúc nào không hay, rồi tỏ tình. Nhưng thất bại à? Nhưng điều đó không làm mình nản lòng, vẫn tiếp tục theo đuổi và rồi cũng có kết quả. Đang trong giai đoạn hạnh phúc nhất của tình yêu thì mình có lịch bay vào tháng 6 năm 2018. Thế là một đứa ở Nhật và một đứa ở Việt Nam. Đây đúng là thời gian khó khăn với tình cảm của chúng mình vì nhiều lý do. Nhưng tháng 2 năm 2019, vợ mình cũng qua bên Nhật. Cảm giác gặp vợ sau 8 tháng đến tận bây giờ mình vẫn nhớ, thật khó diễn tả bằng lời. Thời gian 3 năm tiếp theo bên Nhật cũng có rất nhiều biến cố, nhưng cũng có rất nhiều kỷ niệm vui và hạnh phúc. Nhưng chúng mình biết, chúng mình là dành cho nhau, chúng mình cùng nhau cố gắng. Và hiện tại chúng mình đã có một thiên thần Miu Miu của con đáng yêu. Lễ cưới này cũng chính là thành quả sau bao ngày cố gắng, và cũng chính là tình yêu của chúng mình đã vun đắp sau bao nỗ lực, sau bao nỗ lực của hai đứa. Cuộc sống phía trước mình biết có nhiều khó khăn, nhưng chúng mình tin chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng, cùng nhau vun đắp cho tình yêu ngày càng lớn. Hai họ à, hôm nay tôi đại diện cho họ nhà trai có lễ cưới dâu trao cho họ nhà gái để chúng tôi xin dâu về họ nhà trai chúng tôi để làm tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. This
future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, and if she falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle, she looks so beautiful in white. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, kính thưa quan viên bốn họ của hai gia đình, lời đầu tiên tôi thay mặt cho gia đình nhà gái đặc biệt cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình thắm nghĩa của gia đình nhà trai đối với gia đình nhà gái chúng tôi. Nhân dịp đầu xuân, tôi kính chúc tất cả các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng các vị khách quý và quý anh chị em một lời chúc sức khỏe, bình an, an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Trước hết, tôi xin thay mặt cho gia đình nhà gái xin chính thức trao gửi cháu Hoài về làm dâu, làm con, làm cháu của các cụ bên này. Và từ nay cháu là một người vợ, là một người bạn đời trăm năm hạnh phúc của trăm năm của cháu Tuấn. Và tôi đại diện cho gia đình nhà gái cũng nhận cháu Tuấn là một chàng rể, là một người con rể, là một người cháu rể của gia đình họ nhà gái chúng tôi. Rất mong các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác hai bên gia đình chứng nhận và cùng chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Trước khi dừng lời, tôi xin cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Tôi đại diện cho họ nhà trai xin chân thành cảm ơn gửi tới tất cả các quý vị khách quý đã bớt chút thời gian và ngọc về dự đám tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu được tốt đẹp. Và tôi xin chân thành cảm ơn tới các quý vị và chúc các quý vị mạnh khỏe và hạnh phúc. Và sau đây cũng là như lời xin mời đoàn đại biểu của họ nhà gái và đoàn đại biểu của họ nhà trai, xin mời sau khi tổ chức xong xin lui lại ở họ nhà trai chúng tôi để uống rượu chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Xin kính chúc. Em bé Miu Miu của mẹ. Từ ngày có em bé xuất hiện,
cuộc sống của bố mẹ trở nên ý nghĩa hơn. Cảm ơn con đã chào đời với thân hình khỏe mạnh. Điều bố mẹ mong là sau này con sẽ trở thành một cô bé hạnh phúc nhé.